Ở các bài trước chúng ta đã học lý thuyết về cơ sở phân tích dự toán xây dựng và cơ sở văn bản pháp lý. Thì ở bài này chúng ta sẽ bắt đầu học thực hành trên phần mềm Excel và phần thứ ba sẽ là thực hành trên phần mềm MISA. Thì trước tiên là chúng ta sẽ thực hành trên phần mềm Excel. Thì để thực hành trên phần mềm Excel thì chúng ta sẽ có một bộ form một khung thì các cái thao tác thực hành thì sẽ được hướng dẫn chi tiết ở các video thực hành này và ở cái nghiệp vụ thực hành đầu tiên thì chúng ta sẽ liên quan đến phần thứ nhất là chúng ta sẽ khai báo thông tin doanh nghiệp thứ hai chúng ta sẽ xóa dữ liệu cũ chúng ta nhập mới thứ ba chúng ta sẽ nhập và khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm excel thì trên phần mềm excel thì chúng ta sẽ có phần đó là phần hóa đơn thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần mềm Excel như thế này. Chúng ta thực hành theo phiên bản thông tư 200. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào menu để chúng ta sẽ khai báo các cái thông tin trong kỳ, đầu kỳ. Và đầu tiên là khai báo thông tin công doanh nghiệp. Thì để khai báo thông tin doanh nghiệp thì chúng ta sẽ căn cứ vào thông tin doanh nghiệp để chúng ta kê khai trên phép kinh doanh hoặc chúng ta có thể bấm Google chúng ta bỏ mã số thuế thì chúng ta cũng sẽ ra và chúng ta có thông tin chúng ta sẽ copy các cái thông tin tương ứng vào sheet là menu để chúng ta khai báo thông tin của doanh nghiệp và mã số thuế địa chỉ người đại diện pháp luật và sau đó chúng ta chọn chế độ là thông tư 200 để chúng ta thực hành và niên độ kế toán thì chúng ta sẽ chọn là thực hành kế toán cho số năm 2019 thì chúng ta sẽ gõ năm 2019 và sau khi chúng ta khai xong thông tin thì đến bước thứ hai là chúng ta phải xóa dữ liệu cũ nhập mới thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào dữ liệu cũ đó là sheet VAT thì tại sheet VAT thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ những cái dữ liệu mà liên quan đến phần VAT chúng ta quyết khối tất cả dữ liệu đến phần thế tiền thuế, thuế chỉ tăng sau đó chúng ta quyết khối xóa bằng nút delete trên bàn phím và các cái mục khác tương tự tương tự thì chúng ta cũng sẽ xóa hết dữ liệu chúng ta không để dữ liệu phát sinh và sau khi chúng ta đã xóa xong thì chúng ta sẽ có dữ liệu chống về sheet thông tin kê khai về kê khai thuế chỉ tăng và chúng ta sẽ sang đến sheet nhập xuất tồn thì tại sheet nhập xuất tồn này thì chúng ta kết khối hết toàn bộ về cái phần đầu kỳ và chúng ta sẽ xóa hết cái thông tin đầu kỳ tức là các bạn sẽ kết khối từ cái cột là mã kho cho đến cái cột ép là tồn thành tiền thì chúng ta sẽ quyết khối hết toàn bộ rồi sau đó các bạn sẽ bấm nút delete trên bàn phím chúng ta khi khai báo và chúng ta làm tất cả thủ tục trên thao tác trên phần mềm này thì đều là nút delete trên bàn phím còn những ô công ô khác các bạn cứ nhấp chuột vào các bạn thấy công thức thì chúng ta không được phép xóa và nếu chúng ta lỡ xóa trên rồi ví dụ như thế này thì các bạn đã lỡ xóa rồi thì các bạn có thể được copy copy trên kéo xuống hoặc các bạn có thể copy các cái ô dưới thì chúng ta copy dán lên trên ngược lại và sau đó sang danh mục khách hàng thì chúng ta cũng sẽ xóa hết toàn bộ thông tin danh mục khách hàng. Là từ cái cột mã đối tượng khách hàng cho đến số dư đầu kỳ nợ có. Chúng ta sẽ xóa bằng nút delete trên bàn phím. Và các mục khác nếu chúng ta có thì chúng ta cũng đều xóa hết luôn. Tức là chúng ta phải đưa dữ liệu về số liệu trống ban đầu. Và chúng ta sẽ sang sheet nhập liệu. Sang sheet nhập liệu thì chúng ta cũng sẽ kết khối từ cái mục đó là cột C số hóa đơn cho đến cột Q đó là số hợp đồng. Chúng ta kéo hết toàn bộ xuống đến phần đó là kết chuyển lãi lỗ. Thì chúng ta xóa đến phần này là chúng ta sẽ dừng lại. Vì những công thức mà chúng ta kết chuyển dưới đây là từ loại 5 đến loại 9 là chúng ta để sẵn cho mặc định phần mềm tự chạy. Và chúng ta không có chạy theo, không có làm lại thì ở đây chúng ta có cái phần cái chuyển VT thì chúng ta sang sheet VT này và tại sheet VT các bạn nhớ đổi năm lại như vậy là chúng ta đã xóa xong cơ sở dữ liệu trên sheet nhập liệu ở sheet nhập liệu này khi các bạn quyết khối từ cột C cho đến cột Q thì các bạn nhớ là chúng ta chỉ xóa bằng nút delete trên bàn phím không được xóa bằng lệnh như thế này các bạn xóa bằng lệnh như thế này thì sẽ mất hết công thức luôn có nhiều bạn là xóa vô tư kiểu xóa kiểu này thì nó sẽ mất hết công thức và nó sẽ sai hết toàn bộ file cấu trúc file nên các bạn khi làm là thao tác nhập liệu này nhập liệu là cái sheet quan trọng nhất nó là xương sống của tất cả các phần mềm này và tất cả các dữ liệu các sheet còn lại là sheet kết quả thì nó đều lấy từ sheet nhập liệu này mà ra nên các bạn là khi xóa các bạn nhớ là phải xóa bằng nút delete trên bàn phím. Về phần ngân hàng thì chúng ta cũng sẽ xóa dữ liệu. Thì dưới đây chúng ta có cột ngày chứng từ, chúng ta sẽ những cái ô nào màu đỏ thì chúng ta để nguyên. Chúng ta xóa từ cột B cho đến cột C, cột G là về ngày chứng từ cho đến nội dung diễn giải và sau đó cột số tiền thì chúng ta để nguyên, chúng ta sang cái sheet đó là cột K, L, M. Tức là số tiền thu vào chi ra thì chúng ta sẽ kết khối để xóa toàn bộ và chúng ta thấy đây là có phần công thức còn những cái ô này chúng ta đang điền tay thì chúng ta sẽ copy cái phần có công thức này chúng ta dán ngay đầu dòng và bên này chúng ta có công thức rồi thì chúng ta chỉ cần kéo xuống mà thôi rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong về cái sheet đó là về ngân hàng để chúng ta đưa về dữ liệu trống và tại sheet khấu hao chúng ta cũng làm tương tự chúng ta cũng phải xóa hết toàn bộ những cái nào có màu đậm như thế này là các bạn có công thức còn những cái nào không có màu đậm thì chúng ta chỉ là bình thường thì chúng ta cứ việc thoải mái mà xóa bằng nút delete trên bàn phím chúng ta chỉ cần quyết khối và xóa bằng nút delete trên bàn phím mà thôi và như vậy là chúng ta đã có thể xóa xong về thông tin trên sheet khấu hao và tại sheet giá thành thì chúng ta không có dữ liệu gì chúng ta không cần phải xóa và như vậy tại bước 2 chúng ta xóa dữ liệu cũ để nhập cho dữ liệu mới, tức là khai trống dữ liệu. Và đến bước 3 chúng ta sẽ khai báo số dư đầu kỳ. Thì các bạn sẽ thấy là bên cân đối phát sinh chúng ta cũng có số dư. Ở đây thì chúng ta là số dư cũ nên chúng ta cũng phải xóa. Tức là những cái nào mà chúng ta có số dư chúng ta phải đưa về không hết luôn. Như vậy là chúng ta đã đưa tất cả dữ liệu về chống toàn bộ đối với phần mềm kế toán trên Excel. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ khai số dư đầu kỳ. Thì khai số dư đầu kỳ chúng ta có bảng cân đối kế toán năm 2018 chuyển giao sang thì chúng ta sẽ copy các số dư đầu kỳ tương ứng để chúng ta đưa vào số dư đầu kỳ. Chúng ta thấy số dư 11 là 498 và số dư của ngân hàng là 5 triệu đồng. Ở đây chúng ta đã dùng ngân hàng là ACB nên chúng ta sẽ thay đổi lại thông tin là ngân hàng ACB và sau đó đến vốn điều lệ chúng ta là 500 triệu đồng thì chúng ta cũng sẽ kéo xuống cái phần là 411 vốn của chúng ta là 500 triệu đồng chúng ta kéo đến tài khoản 411 đến đây là 4 chỗ sở hữu thì đầu kỳ là 500 thì các bạn sẽ đưa vào 500 và chúng ta lấy các số dư cuối kỳ của năm 2018 để chúng ta làm đầu kỳ năm 2019 và các năm trước là mới thành, mới thành lập hoạt động thì từ năm 2016 lỗ 2 triệu thấy môn bài 27 lỗ 2 triệu môn bài 28 lỗ 2 triệu môn bài và dưới nhìn 29 lý kế lên sẽ là 6 triệu đồng chúng ta cũng có số dư chúng ta kéo xuống cái tài khoản là 4212 đây chúng ta kéo xuống đây chúng ta dán số dư vào và như vậy chúng ta chỉ số dư do doanh nghiệp ít hoạt động nên chúng ta số dư nó đơn giản ngắn gọn chỉ có lấy mà thôi còn trong trường hợp doanh nghiệp phức tạp phát sinh nhiều hơn thì chúng ta phải lên số dư ngoài khấu hao ngoài cái danh mục khách hàng dịch tồn thì đó là những cái mục mà cần phải lên số dư đầu kỳ còn ở đây thì xác trình thực hành của chúng ta chỉ dừng lại ở việc đó là số liệu phát sinh của các năm trước gần như là không có nên chúng ta chỉ lấy số liệu kết quả này mà thôi Và như vậy là chúng ta thấy là số dư đầu kỳ chúng ta thấy là đầu tổng số dư đầu kỳ nợ và tổng đầu kỳ có hai cái nó cân với nhau là các bạn đang làm đúng. Còn nếu mà nó không cân thì có nghĩa các bạn đang lên số dư đầu kỳ bị sai. Và cần phải kiểm tra lại chi tiết các mục. Và như vậy là chúng ta đã thực hành xong việc là xóa dữ liệu cũ nhập mới và đồng thời khai báo số dư đầu kỳ.